Ok, bây giờ là lấy gỗ đúng không? Ôi chế tạo là đây đây, hợp lý đấy. Ok, các bạn chế tạo rồi. Bây giờ tìm hang nữa đi. Ừ, hang này hợp lý đấy. Mày tự nhiên vào có hang rồi. Ui rồi. Ui rồi, không không không, hang này tuốt. Vào đi luôn. Ok, bạn gối này đúng không? Thì có rồi. Mà có chưa chưa có lò rồi. Diu. Ok, diu. Cúp này. Kiếm đúng không? Đấy, hợp lý. Vào, ơi, có cái hang này. Ui cái hang này lại nước, khổ thật đấy. Cho ván gỗ và cho ba cái lông cừu không? Ui ơi, anh Creeper ơi, tha em được không? Đây, 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 cảm ơn bạn nhá. Ok. Đây có một thang này đúng không? Ngon. Nhưng mà làm sao để tôi cần cừu anh em ạ. Đúng rồi, giờ tìm đông cừu đi. Hồi máu trước đúng rồi. À đây đây đây. Hợp lý. Ui, may đấy. Ôi cảm ơn bạn nhá. Làm lâu chết rồi, làm không nhanh được đi luôn đấy, đồ còn nhiều, thuốc nhuộm đúng không? Đi rồi bây giờ chỉ cần cái này là bên trên mà bỏ bốn cái văn gỗ trước đúng không? Ô hay quá tuyệt vời, ngủ đi ngủ đi ngủ đi. Ok cảm ơn bạn, nhanh nhanh nhanh, chết liền chết liền. Đây là cái lò đúng không? Từ nhá, bây giờ phải làm đồ đá trước. Ồ, làm giáp nữa, đúng rồi. Chuyển sang chơi đồ đá đi. Là ván gỗ đúng không? Ồ, hay nhỉ. Cảm ơn bạn nhá. Kiến thức này được tiếp thu thôi. Hay quá à. Nghề này hay phết đấy. Xẻo, xẻo, chắc là chưa cần làm gì đâu. Kiếm đi. Diu, diu, diu có rồi mà. Cái gì nhỉ? Cúp đúng không? Ok. Thức ăn là chín. Ô, hay à? Bây giờ là bú thức ăn đúng không? À, tôi bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Cái này cũng đu được không? Cái này gì ấy? Đá này đồng thô à? Ừ, cái này đồng thô đúng không? Đồng ấy làm được gì bạn? Đồng nó không chế tạo được giáp đúng không? Lý hợp lý. Gỗ đốt gỗ à? Là đốt gỗ thô đó. Không đúng rồi đúng không? Là phải đốt từ gỗ thô và ván gỗ đúng không? Gỗ thô đúng không? Gỗ thô đúng không? Đốt từ gỗ thô ra lấy đốt của ván. Nó sẽ ra than đúng không? Ô, cũng nhanh mà. Ơ ván gỗ đâu? Sao đốt nhiều đấy? Đây, đây hai lò. Ok, bây giờ sẽ chuyển sang khai thác hang. Ván gỗ hết rồi à? Đây, đây, đây. Đuốc đúng không? Ok. Bỏ than trên và bỏ hai cái que đúng không?
Ừ. À đây, que đây, que đây. Tưởng hết que rồi. Đây đây đây. Không đuốc. 12 cái đuốc. Ô than 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 than. Ui dồi ôi, cái gì đấy? Cảm động trước. Ô cái này là cát đúng không? Sao lại mắc kẹt đây rồi? Đây, ui sao anh ngủ đi ngủ bạn ơi. Bạn ấy đi ngủ sớm. Ok bạn, bạn off là mình off luôn. Mai chơi tiếp, có gì đâu. Để đuốc sáng tay trái trong kia, trong kho đồ. Sao để tay trái? À, ok. Đúng rồi đúng rồi. Đấy 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 đúng rồi. Cảm ơn bạn nhé. Thôi cứ khai thác đi, làm hỏng đồ đi. Chả biết làm gì cái đi làm hỏng đồ trước. Đầy ngủ đi. Ok. Sao đá mình nhiều nữa nhỉ? Làm lò đi. Đậu xanh. Làm thêm một cái lò nữa. Lò nung. Này hợp lý hơn đấy. Mở rộng cái đường à. Bắn gỗ trước. Đấy, hợp lý. Đậu xanh. Ok. Hạt sống rồi. Trứng. Éo rồi sao mình nhặt mấy cái gì này làm về làm gì? Ok, chắc off tại đây nha mọi người. Chắc tôi off tại đây nhá. Cảm ơn mọi người nhá.